Ông sư huynh đang làm ổ chấm này. Lấy chim. Chim chóc này. Cắt cho anh cái túi này lên. Đang đập ốc. Sáng mai mấy anh em đi cầu chấm tốt nhất là chó ốc. Cái mặt kia nó bẹt bẹt nó huynh chả đập. Mặt nào nó chả đi nhau. Đập rồi, giờ anh chỉ dọn lại một vài con thôi. Đây trộn hai ổ, một ổ mè một ổ chấm. Đây thính nền hôm trước còn tôi để dưới đây này. Đây cắm gạo. Dập hết chưa? Dập rồi. Rồi nè. Thì đã có cả ốc thối. Nếu mà xưởng sản xuất thính thì nó sẽ có cái máy xay nó đổ và nó làm mù. Cho thêm một cái bát kia vào. Đỡ ít. Bát kính. Hả? Bát kính nền. Cái gì anh? Xách cho anh cái xô đỏ đây, quên. Ốc thối nhỉ? Rồi còn dưới là cái này hôm qua. Sư huynh ơi, bóc một cái cắm trứng. Ui, thối quá. Đéo ốc thối thế. Đây, đây, đây. Lấy răng cắn. Đang định nói bậy gì này, thấy cô Danh em ơi, đưa cho anh chị Danh mượn chìa khóa ngoài ở cái chỗ anh để cái bật lửa hay hút thuốc vào. Xốp anh ạ. Đấy, chìa khóa anh để đây. Bát. Ôi, bát đấy lại nhiều quá. Thôi. Có thấy không? Thế thôi em. Đây á. Trên bàn đây có. Ờ, áo mà. Ờ, đây. Rất kính chào được anh. Anh nhiều trứng quá, cho thêm một quả trứng vịt. Mày ông Thanh ông bán nó nhiều quá. Ui nhiều này, cho bố hai quả.
mình dốc ít thính chảo nữa để đảo lên nữa là đánh tốt. Chấm đấy. Ổ này nó có ốc thì câu nó bền hơn cái ổ mè nữa. Ngày mai là 4 con chấm ở trong cái chậu này đấy. À, cho ít phình chảo. Nửa cho đây phình chảo. Đấy, mai mấy anh em đi Đông Anh câu cá làm một ổ chấm một ổ mè. Rồi rồi đảo lên mai bánh tốt. Đây ổ chấm đây ổ mè. Thế cô ông kể mai vừa lấy nước hồ là được. Không 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 không. Cho anh thêm bát nước vào đây nó đã được 3 cân. Thôi không. Mai em đi chuyến đi chơi xa. Thế Huỳnh hộ em trộn cái ổ mè đấy. Đây giờ tôi trộn cái ổ mè mỗi. Quên chả nấu cho gì. Chào chưa? À quên chết rồi. Cũng phải hơi ít cảm gạo. Thôi ổ thế là tính là nhiều rồi. Mẻ chưa? Tôi chết rồi và Doanh mang hai gói căn trứng ở trong cốp xe đi rồi. Thôi tối làm. Gọi gì đấy? Bác sĩ về. Bà thấy chưa, người còn chưa có trứng mà ăn gì. Vừa đấy mang xuống can rượu vứt vào chỗ nhà nghĩa rồi, bảo là những gần này có đủ không. Còn nó bảo gần ý thì say mất. Bảo làm sao nó chẳng nhanh ngấu. Thế là đây là em phải bảo ông là thế này, đây là ông là bán cháo chua cho nhà cháu chứ không phải là bán mẻ. Xúc luôn hai cái bát ấy rồi. Cần đập xuống còn gì nữa. Mày với em mượn cục gạo đó. Ít thôi rồi. Thôi thôi thôi. Nhiều quá. Ổ đầy quá.
toàn mè 15 cân. Hơi to đấy. Bảy cân tính. Đây anh em cho con hai ổ qua trộn này. Đấy, màu đỏ chấm này, màu me. Đồ chuẩn bị để đi này, phao lục, ghế chống cần, cần vợt, ở đây túi vợt nữa. Ok, ông trèo đéo nào mái cửa ở giữa kìa. Con này nó phập cho phát thì cũng gớm đấy nhỉ. Hai con đà điểu. Vừa thả thính xong, sóng to quá. Ôi, khá rộng. Đâu rồi? Rồi. Quay đầu cần này. Hả? Quay không? Anh Tài biết quay, quay anh Tài. Quay khỏe. Lúc đầu đóng quỳnh cái nhá, rồi lư, xong bắt đầu thôi, chị mình chạy khỏe cái này. Lên đây quay cho cái. Rồi, anh Tuấn rồi. Ui lâu. Bài, tôi giúp cân về. Anh Tuấn cùng dính à? Không. À không à, tưởng tao tưởng. Của mình thích kia kìa. Ui. Thích ngoài. Con này to rồi. Đứng dặm cơ. Ui. Ra tận đường kia cơ. Đang vào rồi. Câu cá thích nhất lúc dòng.
tốc độ máy như thế thôi em ạ. Này, anh quay em cầm vợt một tí thôi, không tí vào em quay. Để đấy em cầm vợt. Ôi, đây rồi. Đồ ăn đây, ăn đây. Ôi. Chào mà. Anh Tinh ơi. Ăn đây. Ừ. Ra tí được kìa. Này con này khỏe, con này khỏe. Chắc là lấy đóng đuôi con kia. Dạ biết là đóng đuôi đóng. Nếu mà đóng vào sợi sợi nhất là đóng đuôi để kìa. Ờ cái này. Tít ngoài. Ngoài thì to. Hai bơi dườn ra lấy. Con này không phải trôi. Con này không phải trôi. Nó mập. Sẵn rồi. Phải có dọn về để ăn cướp. Người ta làm một cách sướng, người ta vào câu. Nó vào. Nó có đuôi. Con này chắc 2 cân. Nó có đuôi gì không? Sao con này nó đi lừ lừ này. Hôm nay thì ngon. Đây phá bờ. Phá bờ không không nó vào bờ. Cứ cầm trong là có quay đâu mà. Gần tới đây nhìn cái quay. Ui con này to này. Mẹ à? Mẹ à? Mẹ tâu. Ui giời. Mẹ à, mày gặp mẹ tâu rồi. Mẹ ấy. Mẹ tâu. Câu 6 à? Cái gì? Cầm bén, mẹ tâu. Ôi, mẹ quá, mẹ tâu. Đóng ngay vào lưng. Mẹ tâu 6 cân thì tầm này bình thường. Bình thường, hồ 100.000, còn tàn ta 8 cân. Mẹ ta mới định 6 cân thì được. Hồ 100.000, còn tàn 8 cân. Lên mệt rồi, tính vào lưng. Lái xong rồi. Lái. Rồi, ngon ăn nào. Đó có một lưỡi à? Còn có một đây, đây, mang lên, mang lên, mang lên. Câu tứ mẹ, một cái chạy thì đéo. À, còn hai móc thì như thế này. Móc mẹ. Mang này chạy thì đéo được. Một, còn quái rồi. Cái mè này nhá, bọn đồng dân nó làm ngon lắm. Đóng bỏ mang, quả đóng bỏ mang mới đâu. Bỏ 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 cái vây ra đi anh ơi. Một cơ thủ. Quay lại xem nào. Ê ê. Đấy. Ngon. Tớ mang ra anh Hòa mang cái kia lên chờ con ạ. Ấy. Bảo anh rồi. Lại cái mồm nó khủng đấy. Con này chúng ta cân này. Hơn. Tiền cá rồi. Nhanh lên, nhanh lên, một cái lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Quay đây em vừa cho. Đi em vừa cho. Vào đây.
đừng có để móc móc lục vào trong vợt nhá. Có trắm lại trôi à? Trôi, trôi trắng không phải trôi đi gan. Đắc Đắc Hào đang vượt cá rồi, xuống đây, xuống sâu vượt vào, sâu vượt xuống rồi hạ vượt thấp xuống. Mang này phải, con này ngon quá, ngon con này ngon hơn hai con kia nhiều. Kim đâu, kim đâu, mang em gửi cho, không là đóng tay ấy. Đây đây đây, cầm anh, cầm anh, em gửi cho, cũng đóng mẹo tay. Đây đây, mẹ toàn trôi nhỉ. Rồi thế rồi, xong rồi. Nhưng mà anh gửi gửi cái ra khỏi vượt cả. Con này ngon nhỉ, đắm đúng không? Trôi chấm em ạ, không phải trôi đâu. Chấm chấm á? Ừ, chấm trắng à? Bảo chấm luôn cãi em ạ. Sắc bé nhỉ. Rồi à, từ 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 thả phát được mày, thả phát, anh thả phát, anh thả phát đi. Chưa vỡ được à? Mắt gớm ấy nhỉ. Này 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 em ơi. Đấy, đưa đây móc cho. Đây cầm cầm điện thoại này. Ra quay cho con, ra quay cho con đi vào túi. Sờ, là điều châu Phi. Mang về Hà Nam nuôi, quên, mang về Hà Nội. Mổ ở ra tận đây ấy. Nó mổ vào mắt, trong khung mắt, cổ nó đeo quyền kìa. Số nè. Hai con đà điểu. Đấy, mấy anh em được 5 con rồi. Hiện tại nó đang nhiều nhất dạo này, còn dạo kia chưa biết. Thôi vứt mẹ vào thùng để kia rồi. Ô này nó bán hàng phải ô câu đẹp đó. Bảo kệ nó, bảo là nó nói chuyện với mình nhá, quán nó thuê của mình kệ. Xem nào này. Con muối đuổi á, bỏ nó đi, mày mày đang thuê mà. Đuổi thì đéo, đầu cầm nó. Mình có quyền cho thuê lại nhà. Kia nó đang dọn dép guốc quần áo của bọn nhân viên, thì có mẹ nó dọn nhà chứ có phải nó dọn quán đi đâu. Không phải không? Thằng nó mới lấy ở càng đạn. Ai vào dọn nhà? Giờ còn Tâm không này? Tâm kém. Anh làm lỏng quá. Con nhớ hổ không? Ủa đít vẹ con run to này. Ở đâu bò ra này? Bắt luôn. Đấy cá đấy. Đâu? Hả? Không có đi à? Móm. Ông bên cạnh móm.
kìm mình để quên đây từ hôm nào hôm nay là nhặt được nhỉ? May thế. Con nhớ ổ ngoài. Hàng mình bỏ tít đây à? Ôi thế đéo nó lại lên cả con rô phi này. Ui giời. Được đấy. Ui vừa đâu. Chấm trôi. Chép mè. Này bắt đầu đóng tưởng chấm đen. Chạy như điên. Tám con như thế nữa rồi thì té em ạ. Này. Bên kia tầm vẫn nhiều lắm. Chém à? Chém to. Chém là ngon rồi. Vào ươm. Chép chém chép. Tầm cây ầm ầm. Hôm nay lại đủ chấm chui chép mẹ. Nó chảy ác quá. Ngon đấy, con này to đấy. Nhìn vậy chỗ này có cái cọc kia, thế mà hôm nay mình dòng nhéo để ý. Nuôi dòng con chấm con trôi không để ý là có cái cọc ở đây. À, con này chắc chắn là chép à. Lên trôi chấm rồi, giờ lên chép. Chính đâu chuẩn bị tư thế đấy, ở địa tẻ cứ nhắn tin gái. Có mồm chạy vào mắt. Ôi, xúc nóng vội thế. Đến đây, đến luôn. Con này hay ngon đấy. Thơm đấy. Ơi, bữa đây. Ôi đi chạy nóng đây, chạy vào mắt. Được rồi. Đi ra cho tao. Đấy. Đấy nó dậy nó nhảy nó đóng vào tay. Đấy anh em lên trôi chấm rồi. Lên cả mè rồi, bây giờ lên chép. Đấy, thịt đấy nó mà đóng vào tay thì thôi rồi. Nó ra rồi khỏi cả rồi. Đóng vào lưng rồi kìa. Lại quấy đóng lưng. Đôi cân này. Con này đang chữa. Có chứng. Ừ. Ê Hải ơi. Điền cho ông Tùng vào không phải uống điều đâu nhá. Ông đi ông dặn bảo có con nào mang về con khoảng 2 cân uống rượu nhá. Rồi thu lại đi. Anh trai ơi. Ê. Đại hàng. Xếp to. Đấy không? Xếp to là gì? Đâu là cái gì? Ra đây đi. Con này là được bội thu rồi đấy. Xếp này dưới biết là xếp ngon. Đi mẹ con này về làm om rượu là bán chưa rõ lên là ngon. Đấy, mấy anh em ông đóng nhất hồ rồi còn đéo gì. Con này đứng bên này thôi nhỉ. Ấy xuống ảnh mẹ đây sao. Nhà mình lên cá quá nhiều. Nhà mình lên cá quá nhiều à? Được đây. Con mẹ như khủng long vậy đây. Quay đừng quay đi em. Cho anh thả đi, anh thả đi. Cho lộn ngập. Được rồi, không gạc đâu. Cho xuôi không, cho chụp ngược. Sắn, sắn túi. Ui dồi, nó bảy quá. Kìa, cái đâu kìa. Hả? Hả? Thế mà mấy ông ngồi đây móm. Nhiều rắc.
mấy ông ngồi bên cạnh mòm rêu răng mấy anh em đấy đi đúng là thính câu lục trộn mùi khác nào nha, đúng là thính câu lục trộn mùi khác nhỉ. Mấy ông kia mòm đéo được con nào. Sắp hết 4 tiếng 1 ca. Mấy em chuẩn bị nghỉ. Công nhận cái hồ rộng thật. Mà câu thì 3 giờ thôi là hết là 3 giờ là mình hết 4 tiếng. Ừ, đây là người quen, ăn thêm 1 tiếng nữa. Ôi, nghe tính ăn nguyên cả 2 ca. Tiếng cá mà. Nhả nhé, 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 thì câu đến 3 giờ thôi. Ấy thế bọn này nó là bao giờ nó về được phải anh chán rồi. Để xem mà đếm bao nhiêu cân. 1 cân, cân của tôi là 1 cân, bên này 2 cân nữa là 3, 4 cân. 5 cân, 6 cân, 7 cân, 8 cân, 9 cân, 10 cân, 11 cân. Chỗ này mấy cân. Cá làm mà đi cho bằng cây không vừa. Đấy, cảm mấy cân. Điên à. Con này vừa đầu hết 50 cân. Không vừa đầu vừa. Cái này cả mày con tao vừa đi mày. Đấy nhưng mà báo cáo mấy anh em là hôm nay có mỗi mấy anh em lên cá thôi. Đấy, còn mấy cụ bên kia móm sạch. Các cụ bên kia là cứ xuống đóng tiền xong đi về. Đóng tiền thả thính xong đi về. Còn mấy anh em đóng tiền thả thính xong bắt cá mang về thì nó lại khác, còn đóng tiền đóng tiền xong là thả thính xong là ra cần xong thu cần đi về không là lại khác. Đây. Ổ trôi mè. Đấy, hộp câu này. Cô em sát thủ đây hôm nay đóng nhiều nhất đây. Yeah. Thụt phát đi anh quay phát cho chuẩn. Đấy, rất chi là nhiều cần. Chỉ có mùi của mấy anh em lên cá thôi. Tất cả móm sạch. Chả không đéo nó được con gì cả. Không phải dễ ăn đâu. Okay. Vật vật đâu? Cả bé tí. Trời bé gì? Cả bé. Nhảy thế cũng phải cân đấy. Con này bé. Con này mẹ chiên giòn lên được liệu. Chép được không? Yến, Yến, con này Yến. Ở đấy, ôi giời ông lấy máy ra ông dòng như đúng rồi. Trôi nhỏ. Ôi lôi vừa vừa đấy ông ơi. À, cẩu lên. Con này được lắm lạ. Ui thịt mẹ đóng ở bụng. Chết, con này chết, thả xuống chết. Đóng bụng nó chết rồi. Kim đâu? Ra rồi. Này cầm gấp vật à? Từ đây vật à? Ném xuống. Mày thịt mẹ con này còn to hơn con Dũ Phi. Nó còn to hơn con chép được rồi. À, to hơn con chép của Thường Trinh. Thì mẹ con chép của Thường Trinh bắt được. Cuối cùng con thằng Hải Câu nó đéo bắt đâu ạ. À? Bắt cho lô trong túi lấy sản lượng. Đóng mẹ xuyên ruột đây. Xuyên ruột đúng đít. Vào bụng nó. Xuyên lòi con ruột đây. Lòi con ruột là sát đít. Đánh vào bụng là chết. Hay mày thà mày đóng lại vào mồm mà mày cho xuống ta dòng cái. Con mẹ biết mày con mẹ. Đóng lại thả xuống ta dòng. Xuyên vào mồm thả.
Ờ, con này là con. Nó đang gọi con bố ở ngoài kia kìa. Con bố đang tẩn nhau với cả con mẹ ở ngoài kia. Đó là con nó đi ra. Nó theo nó rồi. Con này định thả đi nhưng mà nó bị xuyên vào bụng rồi. Rồi anh em bắt nốt về không có chết. Ngày mai nó cũng chết thôi. À đây, con này để mép hồ tí lên cho cả thể. Này thả mai nổi chết phành phành mà thủng mẹ ruột. Cá bóng đâu đéo sao những thủng ruột chết. Đấy. Đó, con đấy bị dính ruột rồi chết mẹ. Con đấy dính ruột đấy, thả mai nổi. Mày dính cái bụng. Nó về cho con gì ăn thì ăn, đang béo nó chẳng chết. Con gì, kéo lên con mình ăn, con người ăn hết. Béo mẹ, sai sai rồi, không khéo ông gặm cả đầu. Dán lên con mình ăn, con nào con gì ăn. À, tiền ở ngoài này thanh toán chưa? Đây đi vào. Ăn uống linh tinh à? Thanh toán hết rồi. Hải thanh toán rồi à? Thế thôi. Còn gì? Giả đây, giả cái bia còn. Ờ, còn hai cái bia đấy. Anh cất đi rồi. Hào xách được cái túi đi lên à? Hào xách được cái túi đi lên à? Được. Từ đây anh chụp ảnh phát đã. Để đây cái nguyên chấm trôi mè đủ cả. Chép này. Chép này, trôi này. Chấm này. Mè này. Chấm. Bác xin cái bao tải được mang về. Xin cái bao tải. Xin cái bao tải đút rồi mang về. Ôi gì. Đây vừa mang đi cho 5 con rồi. Cho này 5 con rồi, cái con này giữ lại. Chép chấm. Có buổi trưa mới đang ăn này. Thôi tí con mua bún về ăn tất. Mang đi cho 5 con rồi. Cho em thằng Trinh. Không ta. Lên. Cả hồ có mỗi bọn con lên cá chả đứa nào lên. Chủ hồ ra bảo ôi. Đâu mày ác thế nhỉ. Đây ngày hôm nay lại lát bét này. Chép. Đây con mè phải bỏ vào đây vào cái song hổ bố này hấp. Anh em nhìn cái kiểu là song rồi bánh luộc bánh chưng à. Đây. Anh em nhìn này. Rồi. Áo mà phê rồi con mè. Con mè lai. Đây còn cái đầu này cắt ra đây để anh em nấu canh măng ăn bún này. Đấy. Tối nay thì lại không say thì không về. Thế còn mang đi cho 5 con rồi. Mới còn một con chấm tôi bỏ tủ lạnh. Không thể nào ăn hết được. Này có một ít thịt đi. Hào nhìn đâu không em ơi? Hào ơi. Em nhìn dựng vẩy lên nha, ổn chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.